Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư, kính lạy tăng người thầy chí cả thay thế tôn truyền bá đạo màu, từ bi hóa độ vô cầu trong đời bất nhiễm dẫn đầu chúng sinh. Đạo tràng chùa Hương Lan chúng con hôm nay đủ duyên cung thỉnh được ngài quang lâm, pháp màu vi diệu thậm thâm dưới ban giúp kẻ mê lầm sáng ra. Hai hàng Phật tử dưới tòa ngưỡng mong thượng tọa pháp loa hoàng truyền. Giờ này thời đủ pháp duyên, đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm thỉnh cầu. Kính bái bạch thượng tọa giảng sư, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm Bính Thân, là khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng chùa Hương Lan. Mặc dù Phật sự đa đoan nhưng với tinh thần hoằng truyền chính pháp lợi sinh, thượng tọa giảng sư đã đáp lại lời thỉnh cầu và lòng khát ngưỡng giáo pháp của sư thầy trụ trì và hàng Phật tử nơi đây. Ngài đã hoan hỷ quang lâm về nơi đạo tràng chùa Hương Lan, ban bố pháp âm vi diệu giúp cho hàng Phật tử chúng con hiểu được lời Phật dạy để ứng dụng trong cuộc sống, ngõ hầu xây dựng niềm hạnh phúc an vui tốt đạo đẹp đời. Giờ này hợp thời đã đến, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin đê đầu bái thỉnh thượng tọa giảng sư từ bi hoan hỷ đăng lâm pháp tòa, ban bố pháp âm vi diệu để hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức ạ. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, cung kính ngưỡng bái bạch quý thầy. Trên pháp tòa của chúng con đây là đại đức giảng sư Thích Phước Tiến trụ trì chùa Long Vân ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay để cung đón ngài ạ. Và trên giảng đường đây con xin cung thỉnh sư thầy Thích Đàm Tiền trụ trì chùa Hương Lan và là trưởng ban tổ chức khóa tu. Xin tất cả các Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay và cho có các quý thầy của thành phố Hà Nội cũng về để tham dự khóa tu, chứng minh buổi khóa tu hôm nay. Xin tất cả các Phật tử chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thể hiện lòng cung kính với các quý thầy ạ. A Di Đà Phật ạ. Con giờ này con xin cung thỉnh đại đức giảng sư ban bố pháp nhũ cho hàng Phật tử chúng con đây được ân chiêm công đức ạ. Kính mời toàn thể đạo tràng trang nghiêm niệm ba miếng hồng danh đức bổn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Hương Lam, kính thưa toàn thể chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử khóa tu một ngày an lạc tại chùa Hương Lam. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân sư cô trụ trì và chư tôn đức ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử tại nơi đây. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Thì tôi được biết là ngôi chùa đây là vùng sâu vùng xa, và sư cô trụ trì cũng đã thưa với tôi rằng là nơi đây trình độ Phật tử học cũng tương đối sơ cơ và cần chia sẻ cơ bản về vấn đề học và tu một cách là tương đối nhẹ nhàng. Và vì vậy tôi cũng tùy thuận theo cái lời yêu cầu cũng như cái thực tế việc tu học của các vị, thì tôi cũng về đây chia sẻ Phật Pháp để chiêm nghiệm cùng tu học, để chúng ta ứng dụng mà làm sao cho nó phù hợp với chánh pháp của Đức Phật. Thật ra chánh pháp của Đức Phật nó tùy theo đối tượng để mà có giáo pháp khác nhau. Giáo pháp của Phật cũng không hẳn cao mà cũng không hẳn thấp. Nếu một người có trình độ thấp, căn cơ thấp thì học tu với cái phương thức nào? Vì vậy cơ bản nhất, giáo pháp của Đức Phật chia làm năm thừa: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Trong năm thừa này,
tùy mỗi trình độ căn cơ của chúng sinh mà giáo pháp của Đức Phật đưa một cách thích hợp. Và cái này tôi cũng có giảng trong một bài giảng là tu Phật bắt đầu từ đâu. Vì vậy cư sĩ Phật tử của chúng ta trên lộ trình tu học xem như là cần liệu cơm gấp mắm. Các vị hiểu liệu cơm gấp mắm nghĩa là sao các vị biết không? Nếu cơm ít thì gấp mắm ít thôi, gấp mắm nhiều nó mặn, phải không? Cơm nhiều gấp mắm nhiều, bởi vì cơm nhiều gấp mắm ít nó nhạt. Làm sao vừa ăn thôi. Thì cái từ liệu cơm gấp mắm để chúng ta cảm thấy rằng là sức mình như vậy, duyên mình như vậy, tinh thần tu học mình như vậy, thì đừng có ảo tưởng để ép mình. Có những Phật tử không có đủ sức để làm nhưng bị người ta dụ. À, tu vậy tốt lắm đó, tu vậy mau giải thoát, tu vậy mau giảng sanh, tu vậy mau thành Phật lắm đó. Rồi cái làm không nổi, cố tưởng tượng và chịu đựng để làm. Học tu đâu phải là một sự chịu đựng một cách là quan ức như vậy. Giáo pháp của Đức Phật đừng quan niệm cao hay thấp. Giáo pháp nào đem đến cái sự giác ngộ an lạc hoặc là đem lại kết quả cho tất cả các vị, thì giáo pháp đó dù người ta nói thấp thì các vị vẫn trân trọng để dùng, bởi vì nó phù hợp với chúng ta. Giống như bây giờ các vị bị bệnh, các vị không quan trọng là thuốc ngoại, thuốc nội, thuốc nhập, thuốc cao, thuốc thấp, thuốc bắc, thuốc nam gì đó, không quan trọng là thuốc nào. Thuốc nào giúp mình hết bệnh đó là thuốc hay, có phải không? Quan trọng nhất là bây giờ các vị bệnh này nè, mà một cái cây cỏ ở dưới vườn quê của các vị giúp các vị hết bệnh, nhưng mà các vị nói ôi cỏ này dưới miền quê gần gũi tôi quen quá, tôi phải tìm thuốc ở Mỹ, ở Tây, ở Pháp gì á này kia, chứ sao lại uống thuốc này. Các vị nói vậy khôn hay dại? Cái đó là dại chứ không có sai. Tức là chúng ta biết rất rõ cây thuốc này sẽ giúp chúng ta hết bệnh, và nó có đầy cái dược chất để giúp chúng ta hết bệnh, nhưng vì nó ở dưới miền quê cho nên chúng ta không thèm dùng. Chúng ta muốn dùng nó ở trên thành phố, chúng ta muốn dùng cho nó ở nước ngoài. Thật ra nếu làm cái mát thành phố, mát nước ngoài, một là nó không phù hợp thì nó cũng không hết bệnh, hai là có hết bệnh đi chăng giá thành quá đắt đỏ so với khả năng của chúng ta phải trả. Như vậy hai cái đều bất lợi. Vậy cái gì mà gần gũi chúng ta thấy đơn giản quá cho nên chúng ta không dùng. Chính vì vậy Hòa Thượng Thiền Tâm đã từng dạy trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu: thuốc không Nam Bắc, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Câu này nó rất là quan trọng. Cái thuốc không cần là thuốc nội, thuốc ngoại, thuốc gì hết á, miễn sao giúp mình hết bệnh là tuyệt vời. Pháp không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Mình tu cái có người nói à, tu vậy thấp lắm à, tu vậy thuộc về dạng nhân thừa thôi à, tu vậy còn luân hồi sanh tử à, tu vậy mới giải thoát, tu vậy mới niết bàn, tu vậy về cực lạc gì đó. Tôi không biết cực lạc, niết bàn, giải thoát ở đâu, nhưng mà các vị đài ải các vị một cách nghịch lý trong nhân duyên tu hành của các vị là các vị sai. Các vị không có an lạc hạnh phúc trong cái vấn đề tu học là các vị sai. Các vị tu tập mà gia đình các vị không hòa hợp tốt hơn, có lễ giáo đạo đức hơn là các vị sai. Các vị tu hành mà các vị thấy nhà cửa mọi thứ tinh thần của các vị không ổn là các vị sai. Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng có ép mình bằng cách tưởng tượng. Và đây là những cái người bình dân của chúng ta hay bị mắc phải về việc tu hành này. Lâu lâu cái có bà tám, bà hai lúa nào đó cái chạy sọt về, đem mấy cái tờ giấy lang bang nào đó, vậy nè, tu về đúng pháp nè, thầy đó là thánh thần, là tượng đế, ông đó bà nọ, thế, làm cho các vị điên đảo bởi những cái vớ vẩn như vậy. Và vì vậy một người tu hành mà không đủ niềm tin để chọn phương thức tu hành và không tự tin vào khả năng của chúng ta thì các vị sẽ thất bại. Cho nên giáo pháp của Đức Phật ở giá trị là khế lý và khế cơ. Tức là lời dạy đúng đó, nó phải phù hợp với cái đối tượng nghe mới gọi là chánh pháp. Bây giờ đem một cái giáo pháp cho hay, cho cao mà cái trình độ người đó không đủ sức để tiếp nhận, trở thành tà pháp. Vì sao vậy? Sai với đối tượng căn cơ cũng trở thành tà pháp. Bây giờ tôi nói trình độ của một vị học lớp 1 mà các vị đem toán lượng giác tích phân
lũy thừa các vị hướng dẫn. Sai hay trúng? Sai. Nhưng mà khi mà người ta hướng dẫn cái toán đó thì nó đúng với bài bản, nhưng mà nó sai với đối tượng học, đúng không? Toán đó nó có trong chương trình toán học không? Có, nhưng mà nó không phải nằm lớp 1. Bình phương lũy thừa ít nhất cũng lớp 7 trở lên chúng ta mới có học, đó là cấp 2. Tích phân lượng giác nó phải nằm ở cấp 3, nhất là cuối những cấp 3. Thì ở đây chúng ta lấy những cái phương pháp toán học đó có trong toán đó, nhưng mà ứng dụng cho lớp 1 là sai. Cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật có những khi chúng ta nói Niết Bàn, Cực Lạc, Giải Thoát gì đó, Duyên Khởi, Tánh Không gì đó, nhưng mà nó không phải phù hợp với những đối tượng nhận thức đang tu hành. Dù cho giáo pháp đó hay cũng trở thành sai. Chính vì vậy cho nên tinh thần giáo lý của Đức Phật mới có ý nghĩa là khế lý và khế cơ, tức là phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Dĩ nhiên muốn dạy thì không phải tách rời lời dạy của Đức Phật để dạy được, mà ý nghĩa thứ hai là khế cơ, phải phù hợp với trình độ đối tượng người nghe, cái đó gọi là khế cơ. Và vì vậy, để thích ứng với yêu cầu của tất cả các vị, tôi cũng tùy thuận tôi chia sẻ với các vị với một bài pháp thoại gần gũi với tinh thần nhận thức tu học cơ bản của chúng ta. Đó là bài giảng Quả Báo Nhãn Tiền. A Di Đà Phật. Quả báo nhãn tiền là nói đến tinh thần nhân quả của Phật giáo. Nhân quả là một đề tài rất rộng lớn, một mảng triết lý rất sâu, đó là một chân lý. Nhưng mà không phải ai cũng có hiểu hết được tính nhân quả. Với cái đề tài được giới hạn như vậy, để nhằm phản ánh rằng là tôi chỉ phản ánh một cái góc nhỏ trong cái ý nghĩa của nhân quả mà thôi, chứ tôi không có thể lấy cái đề tài đó để triển khai hết cái tư tưởng triết lý của nhân quả, và cũng không thể phản ánh hết tính đa dạng của nhân quả. Bởi vì nhân quả thuộc về quy luật, nhân quả là chân lý, mà cái đó Đức Phật chúng ta giác ngộ ra, chứ không phải Đức Phật chúng ta chế tạo ra hay là sáng tác ra những điều đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái chủ đề quả báo nhãn tiền, tôi dựa vào một câu ca dao xưa cũ của chúng ta. Ngày xưa trả báo thì chạy gì đó, đúng rồi đó. Ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Cái câu này làm cho chúng ta cứ nghĩ rằng quả báo ngày xưa thì nó chậm, bây giờ thì nó nhanh. Chắc thể nhờ cái thời đại công nghệ thông tin cho nên nó nhanh. Còn ngày xưa chưa có công nghệ thông tin cho nên quả báo nó không biết đường đi, cho nên nó đi từ từ cho nên đến chậm. Phải không? Hả? Không à? Xin thưa các vị, quả báo ở đây nó không dựa vào công nghệ thông tin đó, nó đi, phải không? À, như vậy thì chúng ta thấy ngày xưa trả báo thì chạy. Cái chúng ta có cảm giác giống như hồi đó đó, chắc là quả báo đến chậm lắm. Có nghĩa là chưa phải thời đại công nghệ thông tin, chưa có điện này kia mọi thứ cho nên nó chậm, hoặc là chưa có máy bay, chưa có xe rồi đó, chắc là nó chậm. Bây giờ nó nhờ nó có phương tiện, nó đi bằng điện, điện thoại, điện đàm, mà là mọi thứ, hay là bằng internet, hay giờ có máy bay, có xe đồ này kia kia nọ, cho nên quả báo nhờ phương tiện đó cho nên nó đi lẹ, hôm nay nó đến nhanh, có phải không? Nghe như vậy chúng ta có cảm giác hiểu một cách máy móc đi, tôi cho đó là các vị không hiểu vậy, tôi hiểu vậy đi. À, thì cái đó nó cũng không thể phản ánh một cách phù hợp về tính nhân quả. Thật sự nhân quả không phải là nhanh hay chậm theo ngày xưa hay là thời nay. Tùy tính chất của mỗi loại nhân quả mà nó có tính cách là nhanh hay là chậm. Tôi cho ví dụ, các vị ủ giá mấy ngày để các vị có ăn? Từ khi ủ giá cho đến lúc ăn mấy ngày? Hả? Người 3 ngày, người 5 ngày. Thì tôi cho cao nhất là 5 ngày đi. Rồi 5 ngày. Vậy các vị gieo trồng lúa bao lâu có ăn? 5 ngày có gì ăn không? 10 ngày. 1 tháng. Tháng rưỡi. Sao vậy? Hả? Vậy hả? Rồi bây giờ ví dụ như các vị ở đây trồng vườn, các vị trồng bưởi, trồng cam, trồng sầu riêng, trồng nhãn, trồng vải. Các vị trồng mấy ngày để có ăn? Hả? Mấy năm?
chứ không phải ngày hả? Chứ không phải ngày, lúc đó tính bằng năm mà hết ngày rồi hả? Như vậy thì các vị thấy rằng chúng ta làm giá đó thì khoảng 3 ngày, 5 ngày chúng ta có ăn. Nhưng mà chúng ta trồng lúa thì chúng ta phải tới 3 tháng. Trồng cam, trồng bưởi, trồng các loại trái cây, đó thuộc về tính 5,3 năm, 5 năm, 7 năm. Nếu chúng ta trồng măng cục, chúng ta còn cảm thấy còn lâu hơn nữa. Vậy thì tùy tính chất của các loại cây, loại hoa màu khác nhau mà có thời gian khác nhau. Như vậy, có phải do cây cam ngày xưa nó như vậy, rồi bây giờ do cái điều kiện gì đó, cái nó có mấy ngày, cái nó có trái cho chúng ta ăn không? Có phải là ngày xưa trồng cam phải 5 năm, 7 năm, giờ trồng cam có 20 ngày, cái có trái không? Có không? Bây giờ chúng ta thấy rằng cây cam nó phải chỗ, cái thời gian để từ khi trồng cho đến khi trổ nó là như vậy. Có thể bây giờ điều kiện chúng ta chăm sóc tốt hơn thì nó ngắn hơn, nó dao động chút đỉnh thôi, chứ cũng không thể nào nó thay đổi hoàn toàn từ một cây cam mà có thể trở thành cái thời gian như trồng cây giá được. Có phải không? Cũng không thể nào đem cây măng cụt, cây sầu riêng để có một cái rút ngắn thời gian để trồng nhanh có trái như cây lúa được, đúng không? Vậy thì cái câu là ngày xưa trả báo thì chày, ngày nay trả báo một dây nhãn tiền, câu này nói có thể trong một hoàn cảnh để giáo dục cho người ta thức tỉnh, hay là trong một lý do gì đó. Còn sự thật, cái này nó không có phản ánh được cho tính nhân quả, gọi là quy luật. Nhân quả quy luật rồi, nó không lệ thuộc ngày xưa hay ngày nay. Con người thời Đức Phật sanh tử thì ngày nay cũng sanh tử, vô thường thì ngày nay cũng vô thường, mọi thứ là như vậy. Chỉ có điều tùy cái tính chất của mỗi hành động có kết quả khác nhau, cho nên người ta nói là một dây nhãn tiền. Nhưng mà cũng dựa vào trong cái điều đó, tôi cũng nói ở đây quả báo nhãn tiền. Nhưng mà tôi không nói là xưa hay là nay, bởi vì tôi muốn nói tất cả những cái gì nó thuộc về những cái hiện tượng, những cái kết quả, những cái trả giá của con người chúng ta ngay trước mắt mà chúng ta nhận thấy được, biết được, cảm nhận được. Tôi cho nó là một dạng gọi là nhãn tiền, chứ tôi không nói là xưa hay là nay. Nhưng mà tôi chỉ khai thác một mặt gọi là rất nhỏ trong triết lý nhân quả thôi. Cái bài giảng triết lý nhân quả tôi cũng đã giảng rồi, nghiệp là bạn đồng hành tôi cũng giảng rồi, nhân quả là bài học ngàn đời tôi cũng giảng rồi, và nhiều cái bài giảng về tính nhân quả tôi cũng chia sẻ nhiều. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ phản ánh một góc độ nữa, có tính cách là thời đại hơn, chúng ta cần chiêm nghiệm để suy gẫm hơn, thực tế hơn. Xin thưa các vị, sống trong một cộng đồng của một cái làng xóm hay là của một quốc gia, chúng ta cùng nương tựa với nhau để tồn tại. Nhưng mà nếu ai có một suy nghĩ tiêu cực rằng là ta tồn tại thôi, còn người khác thì sao mà kệ, thì chúng ta nghĩ như vậy là sai. Sai từ đạo đức, tình người cho đến nguyên tắc của nhân duyên. Tôi giảng một bài giảng, các vị nếu thỉnh thoảng các vị nghe, các vị nhớ tôi có giảng một bài giảng là không ai sống một mình. Tôi đã chia sẻ bài giảng này, nếu các vị có cơ hội nghe lại. Trên cuộc đời này chúng ta đừng nghĩ thiên hạ chết hay là thiên hạ khổ, đó là chuyện thiên hạ. Miễn mình sống, mình hạnh phúc là được, không bao giờ có trên cuộc đời. Cũng vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có loài người sống, còn tất cả những cái loài khác nó chết, nó là cái gì, mặc kệ nó. Thì chúng ta nghĩ vậy, chúng ta cũng không tồn tại được. Nếu chúng sinh khác không tồn tại thì con người cũng khó mà tồn tại, hoặc tồn tại cũng phải dở sống dở chết mà thôi. Chúng ta đừng có quan niệm chủ quan về điều đó. Đó là nói về nguyên tắc thiên nhiên. Còn thật sự cái giao tế trong một cộng đồng là một cái cuộc sống tương tác với nhau. Tôi nhớ trong lời dẫn nhập của một cái quyển sách Vì Sao Bạn Nghèo, họ có đưa ra cái chuỗi trình tồn tại của một cái thế giới tự nhiên. Đó là cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tép riêu ăn bùn. Cái câu như vậy. Trong cái câu đó tôi đọc, tôi cảm thấy rằng cái người này có cái nhìn nhận về sự tương tác. Cá lớn ăn cá bé ăn tép riêu ăn bùn. Để nói lên cái gì? Sự tồn tại của một chúng sinh này là nhờ vào chúng sinh khác.
Sự tồn tại của người này là nhờ vào người khác. Sự tồn tại của người giàu là nhờ người nghèo. Sự tồn tại của người nghèo cũng nhờ một cái gì đó. Tức là chúng ta cùng tồn tại nương tựa qua lại, chứ không ai mang tính cách là độc quyền, không dính dáng gì đến tất cả mọi thứ để chúng ta có mặt. Cho nên chúng ta nghĩ bay chết mặc bay, miễn tao giàu thì được, tao sống là được, tao an vui hạnh phúc là được. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Chủ quan trên cuộc đời này không ai có thể độc lập để tồn tại và sống được. Học thuyết duyên sinh trong đạo Phật đã nói lên điều này quá rõ ràng. Sự tồn tại của cái này là nhờ vào cái kia. Cho nên không ai có một quan điểm gọi là mình chỉ biết mình mà không cần biết người. Nếu người ta không được tốt đẹp và hạnh phúc thì mình cũng phải đi theo quy luật đó mà thôi, không có cách khác. Vì vậy quan điểm về quả báo nhãn tiền tôi sẽ đưa ra cho các vị thấy một vài hiệu ứng như một quy luật trong cuộc đời. Đó là hiệu ứng mà chúng ta thường biết là domino. Chúng ta hay nghe cái từ là hiệu ứng domino. Tôi có xem một cái hình biếm họa. Người ta chất một cái những cái tảng đá lớn, và tôi cho được thí dụ một cách là con cờ domino. Tức là con cờ domino như hình chữ nhật á. Ở đây các vị biết rồi, nút á. Rồi, người ta biếm họa vậy nè, những tảng đá được chẻ rất là to. Bắt đầu người ta dựng đứng theo hình vòng tròn. Mà khoảng cách của tảng đá này một mức độ nào đó với khoảng cách của tảng đá kia, chứ không phải là dựng sát vào nhau. Tức là dựng cái mà có cách khoảng 1 mét. Tượng đá đa cao vậy, dẹp cũng hình chữ nhật. Nếu được thu nhỏ thì y như miếng cờ domino. Rồi, người ta dựng thành một vòng tròn. Và người ta chừa một cái khoảng cách. Thay vì khoảng cách đó là người ta để một cái miếng đá như vậy, nhưng không có, người ta để một con người. Và con người này họ đứng, họ quay mặt về một phiến đá, và họ đưa lưng về phiến đá khác, và họ là người đứng một cái khoảng cách giữa hai phiến đá thôi. Cho nên họ có cảm giác rằng là họ đẩy cái miếng đá này nó lật đi, thì miếng đá này trước mặt họ lật đi thì đâu có sao đâu, đâu có dính dáng gì, đúng không? Cho nên họ cứ an tâm, họ đẩy một sức đẩy thật mạnh, họ đẩy cái miếng đá này cho lật đi, thì khi miếng đá đó lật đi nó sẽ đổ qua cái miếng đá kia, có phải không? Nó đổ hết một vòng, miếng đá cuối cùng nó đổ đâu? Nó đổ lên đầu của người đẩy. Các vị có hình dung được cái đó không? Cuối cùng cái ông đẩy ông chết. Qua cái hình ảnh này tôi ngẫm nghĩ ra một cái ý tưởng trong cuộc đời thật sự hay. Mình đẩy người ta vào đường cùng, hay là mình hành một hành động sai gì đó, mình nghĩ là để làm cho người đó thôi, nhưng mà mình bảo vệ mình vì an toàn, mình hành động cho người khác, nhưng mà đi theo quy luật của chính nó, cuối cùng người thiệt thòi trở lại cũng là mình. Cho nên đẩy cái phiến đá phía trước mặt càng mạnh thì cái phiến đá cuối cùng nó dập vào đầu người này càng mạnh, càng nhanh. Đây là quy luật. Cho nên khi đẩy một cái phiến đá này, anh ta cứ nghĩ rằng anh ta an toàn, bởi vì miếng đá trước mặt này lật thì thôi chứ nhậm gì. Nhưng mà anh ta không nghĩ rằng là các phiến đá được xếp thành vòng tròn để người ta chỉ rằng quy luật cuộc sống là một sự dây chuyền. Nhà này nhà kia, người này người kia, tổ chức này tổ chức kia, thật sự thấy từng cái nhà riêng, từng con người riêng, nhưng nó có cái tính cách ảnh hưởng và tác động dây chuyền như thế. Và chúng ta có cảm giác là hại người, nhưng mà chúng ta không biết hại người tức là hại mình. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta thấy rằng cái điều đó như một sự thật. Rồi từng bước tôi sẽ chia sẻ trong cái nội dung bài nói chuyện này để các vị thấy đó là một sự thật. Tôi từng đọc trong kinh Bách Dụ có một câu chuyện để thí dụ, nhưng mà nó không nhầm cái việc nói này, nhưng mà tôi thấy về mặt hình thức thì tôi thấy gần như giống. Trong câu chuyện Bách Dụ là nói về cái chuyện giết người dẫn đường. Thì họ có nói là một cái nhóm người thương buôn này, họ đi với thân bằng quyến thuộc của họ đi buôn xa. Và vì vậy trên con đường qua một cái đường vắng, họ không biết đường đi bởi vì quá mênh mông rộng lớn, nên họ có nhờ một người dẫn đường giúp họ. Thì trên một cái đoạn đường đi đó là có một cái nơi như một cái miếu thờ cúng thần linh. Và ở đây cái quy định bắt buộc là phải hiến tế cúng một người
mới có thể qua được cái miếu này. Thì mọi người trong cái nhóm thương buôn này họ bàn nhau, dù ai cũng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chỉ có cái kẻ dẫn đường nó không phải là thân bằng quyến thuộc. Cho nên là hiến tế đó là an toàn nhất, không ảnh hưởng đến ai. Và cuối cùng họ giết người dẫn đường để hiến tế. Sau khi hiến tế xong, đoàn này lại cuối cùng vỡ lẽ ra một điều là không biết đường đi. Cho nên cuối cùng cả đoàn đều chết trong sa mạc. Đây là một câu chuyện để nói lên ý khác, nhưng tôi muốn cho các vị như một thí dụ minh họa. Người này dính dáng đến người kia, sự sống còn của người này sẽ là sự sống còn của người khác. Nhưng đôi khi chúng ta hiểu một cách rất là nôm na là vì cái gã dẫn đường không phải là thân bằng quyến thuộc của ta, cho nên giết phức nó đi thì mọi người sẽ được an toàn. Nhưng khi nó chết rồi thì cuối cùng chúng ta cũng chết. Đây là một cái bài học để chúng ta tìm ra được cái sự lý giải cho cuộc sống này. Cách này trên 30 năm, lúc đó tôi nhớ tôi còn rất là nhỏ, 7-8 tuổi gì thôi. Có thể tôi không hiểu hết được các cái ý nhị ở trong cái tính gọi là châm biếm đó, nhưng mà tôi chỉ nhớ một hình tượng như thế này. Tức là cái hình ảnh của Sát Lô là những anh đóng vai hề mà nổi tiếng. Ông là người sinh ra nước Anh, ông giống với một người mà gọi là cũng nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng tàn ác. Đó là ai? Này, Hitler. Hitler là của Đức. Tôi nhớ cũng không rõ ràng lắm. Có nghĩa là trong một cái giai đoạn là cần phải có một người để hy sinh, tức là tử chiến á, cần phải có sự hy sinh. Cho nên là tìm hết trong quân đội này ai là người chấp nhận hy sinh thì không ai chấp nhận hết á. Cuối cùng vị tướng ở trong đó đó, ông mới chọn người bằng cách này. Ông nói bây giờ ta có một đồng xu, hôm nay ta ra cơm cho mọi người ăn, thì trong mấy trăm bát cơm này sẽ có một cái bát có đồng xu. Thì ai mà trong bát cơm có đồng xu thì xem người người đó sẽ thay cho các anh em để trở thành người để tử chiến. Thì dọn hết ra ngoài, người này đứng dòm, cái người kia chạy qua chạy lại, tức là kiếm chỗ để mình đứng. Bởi vì thật sự mà nói không ai biết rằng trong cái bát cơm nào có đồng xu. Và trong đó Sát Lô là lộn xộn nhất. Anh đứng đây rồi cái anh không cảm thấy an toàn, cái anh chạy chỗ khác. Cứ là chạy cái đẩy người ta ra, cái đứng vô chỗ đó cũng cảm thấy không an toàn, cái chạy chỗ khác cái đẩy người ta ra, cái đứng vô chỗ đó. Bởi vì cứ nghi ngờ rằng là trong bát cơm nào đó là sẽ có mình. Nhưng mà cũng đẩy cho đã, cuối cùng tới khi mà bắt đầu ăn thì các vị biết rằng bát cơm của người nào là có đồng xu? Bát cơm của Sát Lô. Bắt đầu anh đẩy cho đã, cuối cùng anh kiếm chỗ đứng, cuối cùng anh đứng ngay chỗ anh mới ăn cái ló cái đồng xu lên. Thì lúc đó anh biết rằng là nếu cái này mà mọi người phát hiện được thì anh sẽ là người mà gọi là tử chiến, trở thành người chết tiên phong rồi. Là lúc đó suy nghĩ ở trong đầu đâu có muốn chết đâu, cho nên mới tìm cách là chỉ giọt người này người kia để người ta không có chú ý. Bắt đầu do người ta đó là nói anh quơ quyên thiên không chú ý, nhưng mà tay của anh á mới bóc đồng xu, mới bỏ qua cái chén một bên. Thì mấy cái người này cũng vui mừng quá, thấy chén mình đâu có đâu, cho nên cứ là đinh ninh là vui mừng hí hửng, cũng vui vậy đó. Cuối cùng vừa vui xong, ủa nhìn lại cái chén xong hả, ủa mày mình đâu có đồng xu đâu mà giờ nó có. Bắt đầu cái người này cũng tìm cách là để bỏ người kế bên nữa. Và các vị biết người kế bên nãy giờ cũng moi trong cái tô cơm của mình đâu có đồng xu, nhưng mà bây giờ ủa tại sao có đồng xu. Cuối cùng bỏ người kế bên nữa. Các vị biết bỏ một vòng, Sát Lô rất là mừng bởi vì mình đã thoát chết rồi. Bỏ hết vòng quay hồi, cười cho đã, quay lại đồng xu nằm trong tô mình. Như vậy anh đùng đẩy cái chết này cho người khác, nhưng mà cuối cùng anh có chạy thoát không? Không. Thì cái đó các vị cũng thấy gì? Cái tính gọi là dây chuyền trong tương quan, đẩy người ta nhưng mà cuối cùng cũng phải trở về mình. Mặc dù cái bộ phim nói lên ý khác, nhưng mà đây là phản ánh cho tính quy luật rất rõ ràng. Vậy
chúng ta hiểu và ứng dụng được điều gì trong vấn đề tôi vừa nêu. Chúng ta hiểu một điều, vừa qua có một số trường hợp, tức là làm các loại thực phẩm, người trồng rau, người nuôi cá, người trồng vườn trái cây, có một cái quan niệm mà chúng ta không hiểu nguyên lý này. Cái người trồng rau thì trồng cả vườn rau, nhưng mà chừa một gốc rau để cho gia đình mình. Đây là cái điều mà khi viết lên báo tôi cảm thấy rằng tôi lắc đầu. Những luống rau khác thì xịt thuốc bón phân một cách có nghĩa là quá liều lượng để trồng cái đó để cho tốt, để cho dùng phân tưới nước gì đó, xịt thuốc đúng ngày giờ gì đó, để mượt, để tốt, để gì đó không sâu bọ. Rồi cuối cùng rau đó cắt ra chợ bán cho người ăn. Còn nhà mình thì ăn cái gốc rau mà mình trồng riêng theo cái cách của mình, gọi là rau sạch. Cái việc đó cũng được, nếu không ai biết gì thì cứ xúm nhau mà ăn. Người ở kế bên họ trồng các loại trái cây và họ xịt thuốc, nói chung là không cần khoa học gì hết, miễn làm sao tạo được có trái cây bán để đắt giá thôi, còn ảnh hưởng sức khỏe bệnh tật không cần thiết. Rồi họ cũng chừa lại một clip trái cây đó của gia đình mình. Rồi cũng không sao, không ai biết thì nhắm mắt cứ ăn liều. Cái người nuôi các loại gia súc, gia cầm hay là thủy sản cũng vậy. Nuôi cái gì mà thuộc về bán thì thuốc men các loại sử dụng thoải mái, bởi vì cái đó cho người khác ăn. Còn cái nào gia đình mình ăn thì nuôi riêng. Rồi thì nhắm mắt cứ là sản xuất ăn. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái người trồng rau không lẽ họ ăn rau không? Có phải là người nào trồng rau có nghĩa là gia đình họ sống chỉ nhờ rau không? Có nghĩa họ ăn rau không, không ăn các thứ khác không? Không. Rồi cái người trồng trái cây, có phải rằng trong cuộc đời sống của họ, họ chỉ ăn trái cây không, không ăn thứ khác không? Gia đình họ là nói là tôi trồng trái cây cho nên gia đình tôi sống bằng trái cây không à? Sống như mấy ông đạo sĩ vậy đó, cứ ăn trái cây uống nước là sống. Có phải vậy không? Không. Rồi cái người mà gọi là nuôi trồng thủy sản hay là các loại gia súc gia cầm, có phải rằng cái người đó cũng chỉ ăn thủy sản và gia súc gia cầm của họ không? Vậy thì người trồng rau cũng ăn trái cây. Ăn không? Ăn. Ăn thịt cá không? Ăn. Rồi ăn các loại khác không? Rồi cái người nuôi thủy sản hoặc là chăn nuôi gia súc, họ chỉ ăn gia súc không, là họ có ăn rau không? Có ăn trái cây không? Vậy cuối cùng ai là người ăn sạch? Chúng ta trồng rau, chúng ta ăn sạch rau, nhưng mà chúng ta ăn dơ thịt, dơ cá, dơ trái cây, có phải không? Cái nhà trồng trái cây ăn sạch trái cây nhưng mà ăn dơ cá, ăn dơ rau, có phải không? Ăn dơ thịt. Rồi người nuôi thủy sản là sản xuất thịt, ngoài thịt ra thì thịt thì sạch cho gia đình họ, nhưng mà họ ăn rau, ăn rau bẩn, rau dơ, ăn trái cây bẩn, trái cây dơ, trái cây bị thuốc. Vậy cuối cùng tất cả chúng ta thuộc về cái gì? Thuốc nhau mà chết, chứ không có gọi là sống được. Chúng ta đang thuốc nhau mà chết, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là người khác chết thôi chứ chúng ta không chết đâu. Rất là nguy hiểm ở chỗ này. Cách này khoảng hơn một tháng thôi, tôi nhớ là tôi coi trên một cái clip phỏng vấn của một cái nhà báo, họ đăng lên rửa rau bẩn ở trong đường mương, trong cái cống rãnh gì một cái vùng nào đó ở miền Bắc. Khi mà đăng lên như vậy, họ phỏng vấn người đó nói rất là tỉnh bơ. Nhà báo hỏi là có khi nào á anh chị ăn rau này không? Nói không, tôi làm để tôi bán thôi, chứ còn tôi ăn rau khác. Họ nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Tức là do nhận thức của họ rất đơn giản, vì họ nghĩ rằng chuyện này khuất mặt là không sao, ai mua về tự làm gì đó, chuyện của họ cũng không có gì đâu. Họ chỉ là người sản xuất buôn bán vậy thôi, sống bình thường. Nhưng trong cái câu đó nhầm cái ý gì? Có nghĩa là con người chúng ta không được giáo dục học tập đạo đức, con người chúng ta sẽ có những cái ác rất vô tình. Đôi khi chúng ta không biết mình sai,
Chúng ta cứ nghĩ rằng cái việc đó là vô tình hay là cái đời sống vốn là như vậy. Cho nên cứ nhắm mắt sống đại, sống liều. Những người khác cũng vậy. Vì lợi nhuận của chúng ta bất cần đến sức khỏe của cộng đồng. Tôi thấy những chỗ giết mổ thịt có những cái quá ư là ác mà nó lại là thiếu đạo đức nữa. Ngoài cái vấn đề là nuôi các cái loại động vật hay là súc vật hay là các loại cá này để tăng cái lượng nạc bằng một loại hóa chất mà hóa chất gây ung thư cho con người đó, thì trước khi họ bán các loại sản phẩm này họ lại đối xử rất là dã man và tàn ác đối với các loài gia súc, gia cầm. Heo như vậy đó, họ cột cái mỏ trên của con heo, họ giống vô hàng rào mà do họ sắp xếp sẵn đó, họ nhổng chân lên, họ cột lên như vậy, hả họng ra. Và cái ống thun nước của các vị biết không, họ thọt thẳng vào bao tử và họ bơm nước dơ, nước bẩn, nước thuốc gì đó, họ xoáy vào tất cả những con heo, buông ra là những con heo kêu bằng là ốc ách, là xiển điện hết. Trước khi đem lên lò mổ họ đã sử dụng như vậy đối với các loài gia súc, gia cầm cũng thế. Ngỗng dịch, họ cho những cái ống thun như vậy, họ thọt vào trong đó để họ thổi nước, thổi gì vô trong các loại ngỗng dịch đó bằng mọi cách để làm sao tăng trọng lượng thôi. Vì quyền lợi của chúng ta, chẳng những ác với cộng đồng mà chúng ta lại ác tâm với tất cả các loài cầm thú súc vật. Hãy nhân đạo hơn với loài cầm thú. Lời nói này như một cái sự gian sinh. Để chi vậy? Chúng ta không thể ăn chay được, chúng ta ăn thịt, tôi không có nói gì hết, đó là việc của các vị, thói quen của các vị. Không vi phạm luật pháp chúng ta có quyền, nhưng chúng ta hãy hiểu rằng là hãy sản xuất thịt và sử dụng thịt một cách có nhân đạo hơn. Có nghĩa là đừng quá tàn nhẫn với tất cả những cái loài chúng sinh đã hy sinh cho bữa ăn của chúng ta. Ăn thịt là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái cách của chúng ta giết mổ lấy thịt làm sao phải có sự nhân đạo một chút. Chúng ta ăn bữa ăn, chúng ta đoạn mạng chúng sinh, nhưng mà chúng ta không cảm ơn các loài chúng sinh này. Chúng ta nghĩ nó là một con vật, đương nhiên nó phải chết cho bữa ăn của chúng ta. Còn giết như thế nào là việc của chúng ta, đau đớn thê thảm thế nào là việc của chúng sinh, bởi vì nó chết chứ không phải chúng ta chết. Và chưa bao giờ chúng ta nghĩ rằng nếu một ngày nào đó trong cái kiếp sống luân hồi tương lai, ta là một chúng sinh như thế, chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng rồi thời gian nó cũng phải đến như vậy. Cái này không phải Phật nói gì hết á, quy luật tự nhiên là như vậy. Phật chỉ nhận ra được rằng là chúng sinh trải qua những cái thế giới hay là những cái thân phận của mỗi loài chúng sinh, ai cũng đều từng trải qua những loài chúng sinh mình từng ăn hết á. Trâu bò, heo, gà, chó là đường chúng ta đã từng đi và chúng ta có thể sẽ đi nếu chúng ta tạo nghiệp tiếp tục, là quy luật. Nhưng cái chuyện đó nói người ta cảm thấy xa vời, nhưng thực tế tôi muốn nói là lòng nhân đạo của con người. Ở phương Tây họ sản xuất một con gà, họ xịt thuốc mê cho nó chết trước khi họ cắt cổ, nhưng mà chúng ta đây không có, gượt bắt kia quá rồi nhảy vô lấy chân đạp cái chân nó, bên chân cái này đạp cái cánh nó, rồi cái cổ nó bắt đầu nhổ lông với cổ, bẻ ngược lại cắt rồi xong, rất là sợ. Hãy nói là nhìn hiện tượng này là cảm thấy cái sự mà dãy dụa chết chóc một cách bất lực trong tay của chúng ta. Thì thôi, dầu sao gia cầm ở mức độ gì đó nó cũng đỡ, nhưng mà những người hơn nữa là heo, bò, trâu, dê, nhất là giết dê. Chúng ta giết dê quá tàn nhẫn. Không biết cái ngon của thịt dê tôi không có biết. Từ khi ở ngoài đời cho đến khi đi tu, đi tu là chuyện đương nhiên rồi, ở đời tôi không biết cái loại này. Nhưng mà cái cách sản xuất thịt dê của chúng ta quá tàn nhẫn. Chúng ta phải đập cho nó chạy, nó nhảy, nó la, tức là nó vận động nhiều chừng nào người ta nói để cho nó ra mồ hôi á. Cho nên con dê chết không bao giờ là một cách chết nhẹ nhàng. Những người giết dê bằng cách đập đủ chỗ, làm sao thê thảm nhất, lăn lộn nhất để xuất mồ hôi ra. Dê nào trước khi chết cũng như vậy, để người ta nói rằng ăn thịt dê như vậy mới thơm ngon, nó không còn mồ hôi. Chúng ta ăn một chúng sinh như thế. Các vị nhớ, có những nơi mà gọi là ăn tiết canh.
Mà tiết canh ở đây là tiết canh dịch sim á. Trong nhiều loại tiết canh mà phải nói rằng dường như thế giới tôi không biết bao nhiêu nước có ăn tiết canh, tức là ăn máu. Nhưng mà Việt Nam chúng ta ăn máu. Tiết canh là một loại máu sống chứ không có gì cả, tức là lấy máu làm canh. Người phương Tây họ ăn thịt nhưng không bao giờ họ ăn máu. Các vị đi hết những đất nước văn minh, những đất nước văn minh đầu giò cánh của các loài gia cầm không ăn. Họ chỉ làm, họ sản xuất thức ăn cho các loài khác. Họ chỉ ăn một cái mình cơ bản nhất là như vậy thôi. Một con vịt, con gà họ ăn cái mình thôi. Đầu, cổ, cánh, chân, bộ đầu lòng không bao giờ người nước ngoài ăn. Đừng nói tới máu. Nói thật với các vị như vậy. Cái cách chọn lựa thức ăn là một cái cách chọn lựa văn minh. Cho nên cái cách ăn uống người ta cũng có thể đánh giá một phần cái tư chất sống của con người chúng ta. Cho nên người ta vào Việt Nam thấy chúng ta có những nơi ăn tiết canh, hoặc những người ăn tiết canh, họ rất là ngạc nhiên và họ khủng hoảng lắm, họ sợ lắm. Trong đó có một trong những món sợ nữa là hột vịt lộn của chúng ta. Là những món người phương Tây họ rất là sợ. Vậy thì tôi muốn nói cái gì? Người ăn tiết canh ở chỗ là tôi không cần bàn nữa, mà tôi bàn ngay cái chỗ là để lấy tiết canh. Bây giờ con vịt sim, họ muốn ăn tiết canh đúng không? Một lần họ đâu có ăn hết, cho nên họ phải làm nhiều lần. Bằng cách sao? Con vịt như vậy họ chỉ chặt một khúc cái mỏ thôi để lấy máu. Như vậy lấy máu vừa với một chén thì cũng xong. Rồi ngày hôm sau họ muốn ăn một chén nữa thì chặt một khúc mỏ lần hai. Tức là con vịt phải sống như vậy. Vậy thì ngày hôm sau muốn ăn nữa, chặt mỏ lần ba thì xác vô hết cái mặt rồi. Rồi coi như là hết cái máu ở trên cái mỏ rồi, bắt đầu làm cái gì? Bắt đầu cắt các cái gân của cánh. Cái gân nào là mạch máu đó, họ cắt thẳng vô để họ lấy máu cánh bên này. Cánh bên này xong rồi họ sẽ cắt lấy cái cánh bên kia. Tức là một con vịt trước khi chết để cho người ta lấy tiết canh bằng cách đó, phải nhiều ngày chịu đựng như vậy. Rồi cuối cùng người ta mới làm lấy thịt. Tôi nêu ra để các vị thấy điều gì? Con người của chúng ta nó lãnh cảm đến độ như vậy. Có thể tôi nói cái này sẽ động chạm đến một số người, nhưng tôi nói với các vị hãy nhìn lại con người văn minh của chúng ta sống có tình, có nghĩa, có đạo lý, và chúng ta còn biết tư duy nhân quả, thì chúng ta còn phải nghĩ và nhìn lại chúng ta hôm nay và ngày mai và của những thế hệ của chúng ta. Nếu chúng ta sống lãnh cảm với các loài cầm thú thì một ngày nào đó chính cái lãnh cảm này với đồng loại của chúng ta là chuyện đương nhiên. Ví dụ có những vụ án em ruột mà vì bài bạc chơi bời giết chị mình và giết cháu ruột của mình 9 tháng tuổi. Như vậy cái này chúng ta đã lãnh cảm với nhiều thứ, thì bây giờ với đồng loại, với thân bằng quyến thuộc, với cháu ruột là cái gì? Miễn có tiền chơi bời và hút chích là xong. Lấy mấy chỉ vàng và một chiếc xe như thế. Vậy thì cái hành động này nó đã phản ánh cho cái tính mà tàn ác của con người đã đến lúc báo động rồi. Nghĩa tình đã để một bên, đạo lý để một bên. Cái tính cách giáo dục về đạo đức nhân quả là cái rất cần thiết trong mỗi con người chúng ta, mà chúng ta quên đi thì đây là một điều rất nguy hiểm. Bởi vì con người không được giáo dục sẽ sống rất là ác, ở một cái góc độ là không biết mình sai, miễn mình sống thôi. Đó là tôi nêu như vậy. Vậy thì cái gì? Trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị hôm nay. Tính cách quả báo nhãn tiền là một sự thật. Nếu chúng ta sử dụng tất cả những loại thực phẩm bằng cách như vậy, chúng ta tự giết nhau và chúng ta tự chết lần chết mòn trong đau đớn và khổ sở. Người này giết người kia không trực tiếp bằng cách cầm dao giết, nhưng mà giết bằng quyền lợi của mỗi con người. Vì quyền lợi chúng ta bất chấp tất cả, chỉ là lợi nhuận mà thôi. Thậm chí trong một số vấn đề là người ta nói là có một sự tiêu cực trong các dạng kiểm định y tế, trong một bộ phận nhỏ nào đó tôi không biết, nhưng mà phản ánh của người ta khi sự kiểm định này phát giác rằng là có tính cách nguy hiểm thì người ta đã đút lót tiền để được buôn bán bằng cách là đút lót như vậy. Cái này cũng rất là nguy hiểm. Mặc dù những phản ánh này như thế nào, chúng ta vẫn cảm giác rằng sợ quá. Và vì vậy chúng ta vì quyền lợi cùng hại nhau.
và chúng ta cùng chết cách này cách khác. Thầy thấy là như vậy. Chết thì dĩ nhiên ai cũng chết, nhưng mà cái chết do con người gây ra một cách lộ liễu như vậy, nó lại thấy đau đớn hơn về tình người, về đạo đức. Còn chuyện mà chúng ta già chết, tai nạn chết, bệnh chết hay gì đó, nếu mà đúng theo quy luật, đó là chuyện bình thường. Ai không chết? Đời này ai không chết hết đó, không chết già, chết trẻ, chết cách này, không chết chết cách khác. Nhưng mà cái cách mà hãm hại nhau để chết, thuốc nhau để chết, thuốc nhau bằng cách có khoa học để chết như vậy, thấy nguy hiểm quá. Cho nên chúng ta hiểu một điều là quy luật bù trừ. Chúng ta đưa vào thiên nhiên những cái gì, thiên nhiên sẽ trả lại hết cho chúng ta cái đó, mà chúng ta cũng không cảm thấy sợ hãi. Từ lâu rồi tôi có đọc một câu chuyện. Một bà mẹ, bà trách con, và sau đó đứa trẻ này chạy vào trong cái bìa rừng và la lớn lên một câu là: tôi ghét người, tôi ghét người. Tức là cái chữ người đã muốn ám chỉ cho mẹ đó. Thì trong rừng sâu cũng vang lại cái tiếng là: tôi ghét người, tôi ghét người. Đứa trẻ hết hồn, có cảm giác giống như ai ở trong rừng này cũng phản lại những cái tiếng là ghét chính mình. Cho nên cậu bé hoảng quá mới chạy về gặp mẹ. Và về gặp mẹ mới thưa với mẹ rằng là: mẹ à, con hồi nãy trong vào trong rừng con giận mẹ quá, cho nên con la lớn lên, con nói con ghét người. Thì lúc đó đó, lại từ trong rừng không biết ai đó lại nói những cái tiếng mà gian mạnh hơn cả con, họ cũng ghét lại con nữa. Thì người mẹ là người lớn cho nên hiểu được cái nguyên lý đó. Lần này người mẹ dẫn con cũng đến ngay bìa rừng hồi nãy, và người mẹ mới nói rằng: con hãy la lớn lên, và con nói rằng là: tôi yêu người, tôi yêu người. Thì lần này cậu bé la lớn lên: tôi yêu người, tôi yêu người. Thì từ trong rừng sâu cũng vọng lại những tiếng: tôi yêu người, tôi yêu người. Cậu bé ngạc nhiên quá. Nhưng mà cái tiếng tôi yêu người vọng lên, cậu cảm thấy rất là ấm cúng, rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ ở trong lòng. Và cậu bé là học được cái một bài học là gì? Ban ra điều gì sẽ nhận lại điều đó. Ban ra cái tốt cho cuộc đời sẽ nhận lại cái tốt từ cuộc đời. Ban ra cái xấu cho cuộc đời sẽ tự nhận lại cái xấu. Đó là quy luật. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là làm người khó. Các vị nghe lại bài giảng này, tôi chia sẻ cái này cũng sâu sắc lắm, nhiều ý tưởng lắm. Người xưa khuyên chúng ta: người ta ăn thì còn, mà mình ăn thì hết nha con. Đây là câu dạy đầy tình người, câu dạy đầy triết lý nhân quả ở trong đó. Ai ăn cũng hết hết á, nhưng tại sao người ta ăn lại còn? Còn lại cái gì? Còn lại cái nghĩa, còn lại cái tình. Cho nên trong cuộc sống tương giao này, nếu chúng ta có một cái ý đồ hay là một cái suy nghĩ lệch lạc trong các mối quan hệ, đôi khi một ngày nào đó chúng ta sẽ cảm thấy ân hận. Thông thường ở trong làng xóm ta có một người hay là ăn nhậu hoặc chơi bời, hoặc là xin lỗi, chúng ta hay dùng cái từ là đi cà nhộng để ăn chực á. Thì thường thường chúng ta hay ghét những người này, đi đâu cũng ngồi lê đôi mắt như người khác. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng có những lúc tự nhiên các vị cảm ơn những người này có mặt. Thông thường chúng ta ghét lắm, họ giống như họ đây phá đám mà ăn, đi lại ăn nhậu rồi chơi rồi kiếm ăn rồi vậy. Thông thường cái nghĩ của chúng ta vậy. Nhưng mà gia đình chúng ta hữu sự, có thể không ai có mặt nhưng mà họ có mặt đó. Chúng ta rất mong rằng họ có mặt để họ ngồi, họ duy trì với khách để uống rượu đồ chơi mà thường ngày chúng ta ghét đó. Nhưng bây giờ chúng ta rất muốn họ ngồi, bởi vì mình mệt mỏi, mình không thể tiếp khách hết. Có một người ngồi để tiếp khách, để uống, để mà để trong cái lễ tang, lễ gì đó trong gia đình chúng ta bớt quạnh hiu ấm cúng. Lúc đó họ là những người vô tích sự, nhưng mà bây giờ lại cần thiết với chúng ta. Lúc khác không cần, nhưng lúc này lại cần. Tôi mới nói với các vị là trong tương giao cuộc đời là nó như vậy. Đừng nghĩ cái gì là của bỏ đi. Nó là như thế. Vậy thì nhìn sâu rộng trong một vấn đề, ta đã ban tặng cho thiên nhiên những gì? Trước hết chúng ta ban tặng vào cho đất, cho cát, cho môi trường sống chúng ta bằng cách gì?
bằng cách là chúng ta ăn dung, ăn dế, ăn trùng, ăn sùng, ăn nhện, ăn rít, ăn bò cạp. Chúng ta ăn hết tất cả những cái loài gọi là như một cái loại vi sinh ở trong đất. Cho nên đất trả lại cho chúng ta là những đất cằn cõi, những đất xoải đá, đất chai lì, đất mà có thể không sản xuất được. Rồi chúng ta phải gì? Dùng hóa chất để cải thiện đất. Thì hóa chất cải thiện nhất thời nhưng mà sau đó sẽ chai lì đất hơn. Cho nên bây giờ đất chúng ta sẽ không trồng tốt nữa. Rồi chúng ta ban vào cho môi trường sống cái gì? Bằng cách chúng ta tận diệt chim trời, ăn hết chim trời. Chim gì cũng ăn, bây giờ chim én cũng ăn. Chúng ta ăn bằng một cách vô tội vạ, vô trách nhiệm. Chứ là cái gì chúng ta thấy luật không cấm là chúng ta cứ ăn. Rồi cuối cùng trả lại cho chúng ta gì? Ruộng đồng sâu bọ, tất cả mọi thứ phức tạp hơn mà không có một loài gì có thể hỗ trợ giúp chúng ta được tốt. Bây giờ ruộng lúa chúng ta trồng là sâu ăn, và chúng ta phải sử dụng cái gì? Thuốc xịt sâu càng nhiều thì càng nguy hiểm. Nguy hiểm cả lúa ăn mà nguy hiểm cả đất cát mọi thứ. Con người chúng ta ăn thai chim thì bây giờ phải làm việc thai chim. Vậy thôi. Thay vì chim nó sẽ sử dụng tất cả các loài sâu đó một cách rất là tốt cho lúa thóc của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta đâu có còn nữa. Chúng ta đâu có nữa. Chúng ta đăng lưới như vậy, chim gì cũng ăn. Chim bự cũng ăn, chim nhỏ cũng ăn. Chim én mà còn ăn. Và chúng ta khuyến khích nhau cái gì? Ăn chim én mà cắt lấy máu để nhỏ vô rượu uống là sẽ tăng cường sinh lực. Nói câu đó thôi, khỏi còn cái mạng chim nào sống hết. Trước khi nó giết, nó cắt cái cổ, nó rõ máu vô trong các ly rượu. Mỗi con chim chừng 2-3 giọt máu chứ gì. Giỏ vô rồi lấy thịt đó làm ăn. Chúng ta ăn không chừa một con trên trời, không chừa một con dưới nước. Chúng ta phá hoại hết môi trường sống, đồng nghĩa với chúng ta cũng làm cằn cõi và phá hoại môi trường sống của chúng ta. Cho nên bây giờ đất còn lại những cái loài mà chúng ta không thể diệt được bằng thuốc. Các vị nên nhớ nha. Có những nơi trồng rau, ốc mà nó ăn rau á, không có thuốc nào mà có thể chết được nó đó. Ốc mà không thuốc chết là các vị thử tưởng tượng đi. Sức đề kháng của nó đã quá đủ để nó có thể là tồn tại trong cái ác của con người đó. Vì ốc nó không ăn được cho nên nó mới còn. Chứ ăn được thì ốc này mày cũng bỏ mạng rồi. Ở đây chúng ta thấy rằng chỉ ốc thôi nó phá hoại hết mùa màng hoa màu của ta. Giống như vừa rồi mà ốc bu vàng mà ăn lúa tất cả các cái nhà nông vậy đó. Ăn tan nát hết mà chúng ta không có trị được. Nó đẻ nhanh không thể tưởng tượng được. Cuối cùng trong một cái thế giới tự nhiên chỉ còn những loài độc không, chứ không còn những loài mà gọi là có lợi cho chúng ta nữa. Chỉ có loài gì ăn không được mới tồn tại, và loài ăn không được thì nó phá hại lại chúng ta một cách kinh hoàng. Đây là quy luật của tự nhiên. Đó là quả báo nhãn tiền đó mà chúng ta không thấy. Ngày xưa chúng ta ăn còn phân loại người ăn gì, chim ăn gì, rồi súc vật ăn gì vậy, mọi thứ. Còn bây giờ cái gì chúng ta cũng ăn hết. Tôi nói thật, vừa rồi tôi nghe nói là ở ngoài này chúng ta ăn cả bù xích nữa. Tôi nghe nói ăn cả bù xích nữa. Cái này là tôi quá ngạc nhiên luôn. Bù xích chim còn không dám ăn, bởi vì cái mùi của nó không thể chịu nổi. Nhưng mà vậy có những người ăn. Mà vừa rồi có một số người mà nhiễm độc đi vô bệnh viện đó, ăn ngộ thiệt, ăn cả bù xích. Bằng cách là rung trên mấy cây nhãn gì đó có bù xích, rồi xuống rồi ngâm ở trong cái xô nước để cho ra cái mùi hôi. Rồi sau đó mới rút đầu rút ruột gì đó, còn cái mình dính giữa gì đó, rồi bắt đầu để lên là chiên ăn gì đó. Tại sao lại có những cái cách phát hiện ra ăn mà ghê gớm? Một cái thời không đói không khổ, không phải là một cái thời đi mà gọi là chết lã khoảng 2 triệu người như năm 1945. Nó không phải là thời như vậy, nhưng mà tại sao chúng ta lại ăn như vậy? Có nghĩa là chúng ta tìm ăn một cách độc hại chứ không phải là chúng ta đói. Cái này gọi là no cơm ấm áo lại thèm nọ kia đó. Đây là cái tật của chúng ta. Chúng ta ăn bậy ăn bạ riết mà các bác sĩ người ta phải sợ. Có những lúc trị một người bệnh mà ta không biết đường trị, không biết cái bệnh nhân này là bệnh gì, không tìm ra được nguyên nhân mà nó lỡ, nó lói, nó hành, nó hạ như thế. Không tìm được. Cuối cùng ông này đã từng ăn nhiều thứ quá độc.
Bù cạp cũng ăn, máu rắn hổ cũng uống, rồi tất cả gì bù xích cũng ăn, trùng dế gì ăn hết, nhện nhện ăn hết. Tất cả những chất độc hại nó tồn tại trong các cái đó, nó phá nát như thế, bác sĩ không biết bệnh gì luôn. Như vậy chúng ta tự hại mình, rồi hại mình đã đành, hủy hoại hết môi trường sống, mai này chúng ta sống bằng cái gì? Rồi chúng ta đã thải vào trong không gian những cái gì? Những loại khí độc. Chúng ta thải vào môi trường nước cái gì? Những loại chất thải nguy hiểm. Rồi chúng ta nói là đừng bị thiên tai, đừng bị dịch bệnh. Dịch bệnh thiên tai từ đâu? Một phần tác động từ con người vào môi trường thiên nhiên là không nhỏ. Ngày hôm qua tôi mới nghe một cái tin trên báo là ở Tuyên Quang là vùng nào? À, vùng nào của miền Bắc đó. Ngày hôm qua mưa đá phải không? Hạt mưa đá là khoảng 8 cm, tức là mỗi một cục như vậy. Nhà mà mái tôn mà tôn tiếp rô á, lũng từng lỗ như thế này, lỗ như đạn bắn vậy đó, do hậu quả của mưa đá. Nếu mà cái đó nó lọt vào đầu của ai cái là nó đi vào tới ốc á. May là nó có 8 cm thôi, nó bự hơn một chút nữa. Rồi có một ngày nào đó cái sự kết tụ hạt mưa đá này nó cỡ 10 cm, 15 cm, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy thảm họa. 8 cm thôi mà qua màu tan hết. Các vị thử cải và qua màu rau các vị trồng coi, kiểu mưa đó nó xuống trong vòng 5 phút coi, dập nát hết không, sao sống nổi. Còn ai mà đội đầu lên đội thử được mấy cột. Nhà mà dòng thứ mái tôn mà nó còn lủng lỗ như vậy. Các vị nhớ, thiên nhiên là cái sự phản ánh một phần không nhỏ cho tác động của chúng ta vào môi trường. Chúng ta đã thải các khí độc vào môi trường, cho nên chúng ta làm cái hiệu ứng nhà kính càng tăng. Tầng ozone bị lủng rất nhiều, không có cách nào để giá được tầng ozone cả. Chúng ta đã thải vào môi trường thiên nhiên, trong cái không khí carbonic quá nhiều, bằng các cái nhà máy sản xuất, bằng các loại xe chạy. Và bên cạnh đó chúng ta giết mổ một cách kinh khủng, đến độ là khí metan nó đã bao phủ gần như cả trái đất chúng ta, mà ánh sáng mặt trời lọt xuống mà không thoát lên được. Cho nên chúng ta phải lãnh đủ về mặt nhiệt độ, hiệu ứng nhà kính nóng lên từng ngày. Mai này nếu mà thật sự trái đất những vùng nào 50 độ thì còn cái gì mà sống nữa. Bây giờ những vùng nóng nhất như châu Phi đã gần tới 50 độ rồi, không còn sự sống rồi. Chúng ta thấy rằng con người sống mà muốn chết cháy. Và khi nào mà nhiệt độ nó đã đi đến con số 50 thì đừng có nghĩ là sống. Các vị thử, các vị nấu nước 50 độ trong nước, các vị thọt tay vô các vị chịu nổi không? Thì các vị cứ thử tưởng tượng nhiệt độ bên ngoài nó giống như nước 50 độ C vậy đó. Thì lúc đó nó luộc cho các vị từ từ. Những nơi đất nước 50 độ C như là các cái những cái nơi suối nước nóng rồi đó, các vị thử để trứng coi, nó chảy 50 độ nhưng mà chảy riết ngồi trứng cũng chín. Thì ở đó trong những môi trường đó mà cỡ nhiệt độ đó chúng ta ở riết nó cũng chín đó. Giờ giống như vậy đó, từ đâu ra? Các nhà khoa học đã cảnh báo cho chúng ta từ những cái cuộc sống gọi là không biết người khác, không biết thế hệ tương lai của chúng ta, chỉ biết quyền lợi trước mắt của chúng ta mà thôi. Đó là quả báo nhãn tiền. Quả báo nhãn tiền rất là thực tế như vậy. Chúng ta đã gieo vào thiên nhiên cái gì, thiên nhiên sẽ trả lời cho chúng ta cái đó. Mai này chúng ta không còn chiến tranh để mà chiến tranh dầu mỏ, không còn chiến tranh gọi là các cái loại quặng kim cương, quặng vàng, quặng bạc, quặng than gì nữa đâu. Mà mai này chúng ta chiến tranh bằng cái gì? Để tìm khí thở và tìm nước uống thôi. Ngày xưa khi tôi đọc báo, tôi nghe các nhà khoa học cảnh báo là nước Việt Nam vào năm 2019 sẽ thiếu nước trầm trọng. Thật ra mà nói lúc đó tôi nghĩ nó cũng không phải còn dài, nhưng mà cũng không có gì đến đổi. Bởi vì theo địa lý chúng ta thấy địa hình của Việt Nam là gì? Mạng lưới sông ngòi dày đặc, mà nhất là ở miền Tây của tôi là mạng lưới sông ngòi dày đặc. Các vị đi miền Tây các vị đi cầu liên tục mà. Cầu bắc qua sông, cầu bắc qua rạch, cầu bắc qua các sông nhỏ, sông lớn gì dày đặc hết. Tôi nghĩ rằng bao giờ mới thiếu nước chứ. Vậy mà vừa rồi miền Tây của tôi không có nước để xài, cả 9 tỉnh nước ở dưới sông đó mà không xài được. Vì sao vậy? Nhiễm mặn không xài được.
Cho nên có nước để nhìn thôi, để làm kiển thôi. Khát nước mà nhìn nước. Không có nước sinh hoạt, có những nơi hoa màu chết hết, có những nơi cả chục ngày không có nước để tắm, có những nơi nấu ăn còn không có nước ăn, nước uống nữa, ở đó mà tắm giặt. Các vị thấy chỉ có khoảng thời gian ngắn như vậy, 10 ngày nửa tháng thôi, đã sống dở chết dở rồi mà chúng ta cứ là chủ quan. Tôi đã nói trong cái bài sống tiết kiệm, tôi có chia sẻ về vấn đề thông tin của các nhà khoa học về cái việc mà gọi là tương lai Việt Nam chúng ta thiếu nước. Nhưng mà thử thật sau này thiếu nước, các vị đi các kênh rạch của Việt Nam chúng ta coi, nhất là kênh rạch trong thành phố coi, các vị nhìn thấy cái đó mà các vị về mà khỏi ăn cơm luôn, chứ đừng có nói làm cái gì. Nước trong rạch mà nó đen còn hơn cả mực tàu. Vì sao vậy? Cả bao nhiêu triệu người thải trên một cái dòng kênh rạch đó mà không có cái tính cách xử lý nước. Chúng ta thấy rằng cái ý thức về việc vệ sinh môi trường của người Việt Nam chúng ta vẫn còn kém. Trước đây chừng khoảng một tháng, tôi có đọc một bài báo người ta viết về một cái trận lụt ở Nhật Bản, trong một cái vùng nào đó. Mà sự thật khi mà người ta quay phim chụp ảnh lại, các vị thấy nước lụt mà nước nó trong còn hơn nước trong nước giếng của mình nữa. Nó trong vắt như vậy đó, không có một cái gì trơn trọi, trong đến độ như y như là nước biển mà các vị ra tắm vậy đó. Không có một cái màu gì khác, một màu xanh biên biếc. Người ta quá ngạc nhiên về cho môi trường của người Nhật. Còn ở đây chúng ta lục một cái coi, thọt dò xuống là nhiễm trùng liền. Tại sao vậy? Ý thức về bảo vệ môi trường sống chúng ta còn kém. Quan điểm bảo vệ chung cho sự sống của cộng đồng chúng ta ý thức chưa cao. Chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thải rác một cách vô trách nhiệm. Chúng ta nghĩ rằng có những chị lao công quét rác mà cần gì. Cho nên trên xe, nhất là xe đò, ăn trái bắp lột ra cái vỏ thảy sao, thảy đầu người khác cũng không cần quan tâm. Vô tội vạ, ăn mía xả dài đường, bọc ly nông, uống nước đá rồi thảy phẹp trên đường. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta không có sự phạt dạ này, cho nên chúng ta chưa có ý thức được cao. Tôi đi nhiều nước mà chưa đến Singapore. Cứ nghe nói Singapore mà các vị thấy một cọng rác xuống là phạt các vị 500 đô. Nhưng mà các vị đi các nước phương Tây, hay là các vị đi Nhật, đi những nước văn minh, các vị đi ra đường nó sạch bóng, không có rác, không có bụi. Đây những người chạy xe hai bánh phải làm gì? Bịt khẩu trang. Không bịt khẩu trang về quẹt như lọ như đít nồi vậy đó. Tại sao vậy? Bụi nó ô nhiễm môi trường. Nhưng mà sự thật chúng ta đi nước ngoài, người ta thoải mái, cái mức độ bụi bẩn của người ta rất là ít. Ở nước ngoài đa phần hai bên đường người ta phải trồng rừng, trồng cây. Còn ở đây chúng ta là cất nhà sát bên đường để hửi bụi. Chúng ta lạ là vậy đó. Chúng ta thích cất cái mặt tiền, chúng ta cho đó là mặt tiền, cho nên là chúng ta cất sát lộ để chúng ta hàng ngày hửi bụi với khói xe cho nó đã. Đây là cái điều mà chúng ta hơi khác với người. Khi tôi đi nước ngoài, đi các con đường tôi đều thấy một cái khoảng hàng cây khoảng 5 đến 10 mét chiều sâu, rồi người ta mới cất nhà bên trong đó. Cho nên hai bên đường đa phần chúng ta thấy chỗ nào cũng có cây, nhưng mà không phải là ta không cất nhà. Người ta cất nhà nhưng mà sau cái hàng cây đó, rất ít khi nào người ta trường mặt ra ở bên sát lộ để người ta lãnh đủ về tiếng ồn và khói và bụi. Người ta không có. Còn chúng ta đây cho đó là mặt tiền giá cao. Mà giá cao mặt tiền để làm gì? Để nghe tiếng ồn muốn lủng màng nhĩ, để hít ba cái bụi, để hít khói xe, cho sớm viêm phổi, ung thư phổi đồ, ung thư cuống họng đồ cho sớm. Cái này quyền tự do, có quan niệm. Tôi nói vậy thôi, chắc vị hiểu sao hiểu. Những môi trường sống, một cái đời sống rừng núi hay là trong cái có cái môi trường như thế này rất quan trọng. Ở nước ngoài người ta muốn lên núi vô rừng ở, người ta tốn kém rất là nhiều, bởi vì đất ở đó rất là đắt đỏ. Còn ở đây chúng ta cảm thấy là đất rừng núi rất là rẻ tiền, bởi vì sống trong đó nó buồn. Còn thiên hạ đó là các vị đi ra ngoài nước ngoài, các vị thấy rằng họ cất nhà trên sườn núi á, nhà nào trên núi càng cao càng đắt. Họ sống họ tránh tiếng ồn, họ muốn sống một môi trường thiên nhiên. Còn ở đây chúng ta làm gì?
phá nát hết môi trường thiên nhiên. Rừng ở đây chúng ta chặt phá nát hết rồi, mai này nó không có một cái buồng phổi của tự nhiên để lọc bầu khí quyển trong cái không khí này, rồi chúng ta sẽ cảm thấy thảm họa. Và bên cạnh đó thảm họa là gì? Lũ lụt. Rừng mà chúng ta phá rồi thì lũ lụt nó tràn về, không ai chịu nổi, không ai chịu nổi. Nhưng mà khi lũ lụt tới thì chúng ta la làng, chúng ta là nạn nhân, chúng ta chết. Nhưng mà khi chúng ta phá rừng, chúng ta nghĩ rằng đang là khai thác quyền lợi mà, lo cái gì, bận cái gì. Lúc lội thì la, mà phá rừng sao không la? Phá rừng càng im tinh tích nữa, vì sợ bị bắt kìa. Cho nên im lặng mà làm. Nhưng mà tới khi lục cái la làng lên để ai cũng biết. Sao lúc phá rừng nó không la lên làm gì? Tôi đang phá rừng nè. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta làm là vì quyền lợi thôi, đâu có sao đâu. Nhưng mà giá phải trả cho tất cả những cái mà tôi nêu ra một cách rất tự nhiên, nhưng mà nó lại là những cái trả giá rất là đắt cho chúng ta đó. Vậy thì trong một cái đời sống tự nhiên, trong một cộng đồng, chúng ta cần phải hiểu và ý thức bảo vệ môi trường và phát huy về đạo đức. Có những người nghĩ rằng đạo đức là cái gì xưa rồi, cổ lỗ sĩ rồi, phong kiến rồi. Một số người cho rằng đạo đức là chuyện của tôn giáo, cho nên ai đi chùa thì đạo đức, mấy bà mê tín thì đạo đức, mấy ông mê tín thì bà đặt nói đạo đức, còn thiên hạ khỏi cần. Nhưng mà đạo đức không có thì không có cái mạng nào sống an toàn cả. Đừng có nói là có ông nào, bà nào hay là cái gì. Giáo dục đạo đức và ý thức môi trường. Khi con người có đạo đức là ý thức rất nhiều các thứ khác. Cho dù con người học cao nhưng mà đạo đức không có, giáo dục về mọi thứ này kia cái nọ, nền tảng không có, Phật pháp cũng không, thì học càng cao, phá hoại môi trường càng lắm, giết người càng ghê và hãm hại người càng khoa học. Cho nên kiến thức chưa đủ để có thể là giúp cho con người văn minh. Đạo đức cùng song hành với cái kiến thức nữa đó, thì mới giúp cho con người văn minh, và từ cái văn minh đó mới làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên việc học tu chúng ta thấy rằng đơn giản nhưng rất quan trọng đó. Tại sao đơn giản được? Mỗi một gia đình có một người biết tu, biết đến Phật pháp thì ít nhiều cũng ảnh hưởng định được cái nhìn và các hành vi của những người trong gia đình còn lại. Dù thế nào đi chăng nữa, một cái gia đình thờ Phật trang nghiêm tự nhiên, cái hình ảnh của Đức Phật là làm cho con người bớt đi rất nhiều tội ác và bớt đi rất nhiều sai lầm. Đó là nhậm nhận một cách rất tự nhiên. Vì vậy giới thiệu đạo Phật khuyến khích mọi người, nhất là giới trẻ, ý thức về đạo đức, về niềm tin Phật pháp, điều rất quan trọng mà chúng ta đã bỏ rơi trong một thời gian dài. Chúng ta không chú ý cái này nữa, chúng ta không quan trọng cái này nữa. Vì không chú ý và quan trọng các vấn đề này, cho nên thế hệ trẻ đa phần trở thành cái những cái người ngông và thiếu trách nhiệm với cuộc sống, với gia đình, với người thân. Họ trở nên những kẻ sống ích kỷ mà họ không biết họ đang sai lầm. Vì vậy những cái nhà tu trong ngày hôm nay cần làm hết cái vai trò của mình. Mỗi một nhà tu ở một cái ngôi chùa cần hoạt động các Phật sự, mà đặc biệt nhất là trong việc giáo dục. Mở những khóa tu như thế này, chúng ta không giảng dạy được, thỉnh mời quý thầy, quý hòa thượng các nơi về chia sẻ đạo lý Phật pháp. Những hạt giống lành được gieo vào trong con người chúng ta giống như cục phèn bỏ vào trong nước đục. Dù vô tình hay cố ý thì cục phèn vẫn làm nước trong. Những lời đạo lý đó có thể là bùi tai hay là không bùi tai, dù thế nào đi chăng nữa cũng làm cho con người chúng ta trùng lại với cái ác. Cho nên những nơi mà gọi là có chùa chiền như thế này, và những trụ trì đã làm được những cái vai trò của mình trong việc hoằng pháp tu hành, tôi rất mừng. Và ngôi chùa nào cũng làm cái trách nhiệm như vậy, thì chúng ta góp phần vào trật tự xã hội và cải thiện đạo đức của quần chúng người Việt Nam trong thời gian tới sẽ khấm khá hơn nhiều và thay da đổi thịt hơn rất nhiều. Tôi chỉ mong muốn rằng những tu sĩ của chúng ta làm hết trách nhiệm.
để cho những người tiêu cực, những người có thành kiến, người ta có quan niệm rằng thầy tu là những kẻ ăn bám, là gánh nặng cho xã hội, là những kẻ ăn không ngồi rồi. Sự thật, những kẻ nói bằng cách thành kiến, đố kỵ và những người không biết gì, chúng ta không phải bận tâm, nhưng cũng không vì những kẻ đó mà chúng ta làm như thế. Chúng ta làm như vậy là chúng ta làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Để chúng ta sống trọn với lý tưởng của người học Phật là vì lợi ích cho chúng sinh, vì lợi ích cho cộng đồng. Dù không rộng lớn, cũng ở một phạm vi nhỏ. Trong một cái làng xóm thế này có một ngôi chùa, là một hải đảo tâm linh cho tất cả mọi người. Và những tiếng chuông chùa, mõ chùa, kinh chùa đã làm cho con người bớt đi dần những cái ác, sống lương thiện hơn. Và những lời dạy của Đức Phật làm cho người ta sợ cái ác và người ta tôn trọng cái thiện, sợ quả báo, người ta tích cực làm lành. Đây là một điều mà góp phần không nhỏ, là một cái việc mà cải thiện trực tiếp cho mọi người. Đạo Phật không có quan tưởng như chúng ta từng suy nghĩ. Do chúng ta chưa tiếp cận với Phật Pháp, chúng ta chưa có cơ hội học theo Phật Pháp, cho nên chúng ta suy diễn bằng những cái mông lung. Nhưng mà khi chúng ta học và tiếp cận với Phật Pháp rồi, thì chúng ta mới thấy rằng Phật Pháp rất là quan trọng, quan trọng trong mỗi con người chúng ta. Cho nên trong cái bài giảng là quả báo nhãn tiền, đây chỉ là phản ánh một góc độ rất nhỏ trong toàn bộ triết lý về nhân quả của Phật giáo. Nhưng mà chúng ta đã thấy rất nhiều bài học thâm thúy. Nhãn tiền ở đây để chúng ta thấy rằng mỗi hành động của chúng ta đều phản ánh trực tiếp đến với chúng ta. Có thể phản ánh mà chưa rõ ràng cho nên chúng ta không thấy. Chúng ta ăn một thức ăn bậy, chúng ta sẽ bệnh đó, nhưng mà nó chưa phát tác thôi. Nhưng mà vốn nó phải bệnh, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên chúng ta tác động đến người khác, tác động vào môi trường sống bằng tâm niệm nào, bằng hành vi nào, thì môi trường sống và người khác cũng trả lại cho chúng ta bằng tâm niệm đó và hành vi đó. Vì vậy thông qua bài giảng này, tôi muốn các Phật tử ý thức để hiểu nhiều hơn, để mà góp phần cho những quan niệm còn lệch lạc sai lầm trong cái cách sống ích kỷ, chỉ vì lợi chúng ta mà không cần thiết đến hạnh phúc của người khác. Những người Phật tử cần phải nâng cao cái đời sống đạo đức và ý thức hơn ai hết. Can thiệp trực tiếp đó là những người con, những người thân trong gia đình mình, và tác động vào xã hội nếu họ không phải là người thân, nhưng mà mình thấy họ làm những điều đó không có lợi cho cộng đồng, không có lợi vào môi trường, và cũng có những hành động quá nhẫn tâm đối với các loài cầm thú, thì chúng ta lấy cái danh nghĩa là bạn bè trong một làng xóm, những người thân, chúng ta cũng có quyền tác động, nhắc nhở, chia sẻ một cách khéo léo, để làm sao người ta cũng phải có cái hướng tích cực hơn. Ví dụ chúng ta có một người bạn, người bạn này ăn uống một bừa bãi và quá nhẫn tâm trong cái cách giết chóc, thì chúng ta cũng cần phải phân tích, chia sẻ để cho bạn hiểu được rằng là tôi không cấm bạn ăn, nhưng mà bạn nên nhân đạo hơn trong hành vi giết chóc của mình. Và chúng ta phân tích để người ta cảm nhận được rằng là ta cũng ham sống sợ chết, mà chúng sinh khác cũng ham sống sợ chết, nhưng vì nó là súc vật, nó không có tiếng nói, nó phải trả những nghiệp nó đã từng dai, cho nên nó phải chấp nhận số phận như vậy. Chúng ta nên tôn trọng nghiệp của chúng sinh khác, đồng thời tôn trọng sự sống của chúng sinh khác. Mà lỡ không kiềm chế được cái ăn, chúng ta ra tay sát hại, thì cũng mang tính cách có nhân đạo một chút. Tôi nhớ ngày xưa có một cái bài mà tôi đã từng đọc trong một cái bài giảng là tiếng ru hời của mẹ. Tôi có đọc một cái bài mà con cò mà đi ăn đêm á, mặc dầu cái ý này nó nói cái ý khác, nó ý nói cho các bà mẹ lỡ lúng vào trong sai lầm khổ đau, những người phụ nữ lỡ có con, lỡ mang thai hoặc lỡ mang tiếng với xã hội, nhưng vẫn có trách nhiệm với con, với những cái gì đó, mà người khác nên nhẹ tay với lỗi lầm của mình một chút. Vì hoàn cảnh, vì xã hội, vì mọi thứ đã đẩy những người phụ nữ này vào đường cùng. Cái ý của bài cò con nó nói lên như vậy. Nhưng
Trong đây tôi cũng muốn nói lên một cái lời than về cái nghĩa đen của bài con cò. Con cò mà đi ăn đêm rồi sao nữa? Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Rồi gì nữa? Ông ơi ông vớt tôi nào, ông có lòng nào ông hại sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Mặc dù cái bài này nó không mang cái nghĩa để nói lên cái ý tôi muốn nói hôm nay, mà tôi muốn nói là lời cò con gian xin trước khi chết: ông có giết tôi, ông có nấu tôi, ông có làm gì, hãy nấu nước trong. Cũng vậy, có ăn tôi, có xẻ thịt tôi, xin gian xin ông nhân đạo một chút, đừng quá tàn nhẫn khi xuống tay giữa những loài cầm thú, những loài súc vật không có cái tiếng nói để bên vực chính mình. Bên cạnh đó, một vài cái quốc gia họ có những cái bộ luật để bảo vệ các loài động vật, các loài cầm thú. Nhưng mà ở đây cái ý thức của người dân chúng ta, tôi không hiểu rằng chúng ta ý thức được mức độ nào, nhưng những cái hành động của chúng ta trong việc giết chóc vẫn còn có tính cách dã man. Nó hơi phản lại với tính cách văn minh và đạo đức vốn có của người Việt. Cái này nó không nhiều nhưng mà cũng vẫn phản ánh đâu đó. Đồng thời một bộ phận nào đó họ lại thách thức với đạo đức và những cái tính lương thiện của xã hội. Họ giết các loài súc và cầm thú bằng một cách dã man, và họ quay phim, họ chụp ảnh để họ đăng lên để thách thức với mọi người: tôi làm gì, ai làm gì tôi. Bởi vì họ cảm giác rằng họ làm đó, họ không vi phạm luật pháp là họ có quyền. Cho nên họ ỷ lại, họ săn sát tất cả các loài cầm thú một cách dã man để phản ánh nghịch đi với cái tính truyền thống về nhân văn và đạo đức của người Việt. Chính vì vậy họ bị phản ánh của cộng đồng rất lớn. Và bên cạnh đó, họ giết nhầm những cái loài động vật được bảo vệ là loài động vật quý hiếm, cho nên họ phải trả giá về mặt luật pháp. Nhưng mà cơ bản nhất, để cho người ta có thái độ phẫn uất, người ta không đồng tình cho hành động của mình, như vậy cái giá phải trả cho cái này về mặt quy luật của tự nhiên là chuyện không nhỏ. Chúng ta là một con người nhưng mà là một sinh vật rất nhỏ bé trong quy luật này. Đối với quy luật tự nhiên, chúng ta như con vi trùng vậy đó. Trong quy luật tự nhiên không có ai tài giỏi tự hào để thách thức với quần chúng với đạo lý về những điều đó cả. Vì vậy người Phật tử chúng ta khi học được Phật pháp không dại khờ để chúng ta trở thành những con người sống ngông một cách liều lĩnh như vậy, thách thức đạo đức, nghiễm nhiên trên tội ác. Điều này không thể tồn tại một cách tốt được từ đời này đến đời sau. Mong rằng người Phật tử của chúng ta ý thức hơn, sống theo lời Phật dạy hơn, và có tính cách giáo dục gia đình tốt hơn, để mỗi gia đình chúng ta trở thành gương mẫu, những con ngoan trò giỏi, những người sống có lương thiện, để góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.